Rồi, dạ hello, Ngô Nguyễn xin chào anh chị, các bạn, cô chú đã quay trở lại với kênh của em nha. Hôm nay thì em trở lại bên cửa hàng xe máy Nhất Phương nè mọi người, để cập nhật giá cho bà con mình tham khảo nha. Tròn 2 tuần rồi đó, thứ 7 của 2 tuần trước em cũng cập nhật. Giờ thứ 7 sau 2 tuần lại cập nhật tiếp, xem coi có những cái dòng xe nào mới về cho bà con anh chị mình tham khảo nha. Thì mình xe camera cùng cái hướng này nè mọi người ha. Hướng này mình sẽ đi thẳng đó luôn, mình sẽ ra đường của Lý Thường Kiệt. Mình có thể mình ra được cái hướng của dòng xây cái ngã tư 550 đó anh chị. Còn hướng ngược lại nè, bà con mình nhìn về hướng này nè, mình đi thẳng luôn thì vẫn có thể ra được đường Lý Thường Kiệt cũng được, nhưng mà nếu mà tiện hơn dễ nhất á, mình sẽ đi về hướng của chợ Xóm Nghèo, cũng như là đi ra hướng của khu công nghiệp Sóng Thần anh chị. Còn giờ bà con anh chị mình vô đây ha, để cùng anh chủ báo giá với mọi người. Em chào anh. Chào em nha. Dạ chào anh. Anh chào mọi người đi, rồi mình giới thiệu sơ lại địa chỉ anh nha. Chào tất cả anh chị em bà con trên kênh YouTube Nguyễn Ngô Nguyễn nha. Dạ. Hôm nay anh nhắc lại địa chỉ đi. Hôm nay mình lại trở lại với trên kênh đây. Địa chỉ của mình vẫn như cái live trước nha, 145A Nguyễn Đức Thiệu, khu phố Thống Nhất 1, Di An, Bình Dương. Dạ. Hướng bên tay phải là ra Lý Thường Kiệt gần ngã tư 50. Hướng bên tay trái này thì ra chợ Xóm Nghèo. Dạ. Chợ Xóm Nghèo sát bên khu nghiệp Sóng Thần. Dạ. Vâng. Không biết là trong cái video trước mà anh em mình đã quay cập nhật giá đó, không biết là anh có thấy bà con mình gọi về hay là hỏi han mình nhiều không? Nói chung là mình hoặc là cũng vừa rồi thì mình cũng quay lần đầu tiên trên kênh của của Ngô Nguyễn. Còn với lại cũng cái ý kiến trái chiều thì mình không biết, tại vì mình chưa có quen biết ai ở trên đó cả. Yeah. Mà có người thì bình luận không hay bình thường ấy, cũng, nhưng mình chưa có quay lần nào. Yeah. Thì cũng có người thì gọi điện mua. Yeah. Mua thì cũng anh em mua thiện chí thì cũng khá nhiều. Yeah. Nói chung là mình xe mình có sao thì mình quay vậy. Em thì có xem qua bình luận thì hầu như là bình luận nói về cái việc hồ sơ thôi, mà hồ sơ thì chắc có thể là do những anh chị đó người ta chưa cập nhật. Chứ hồ sơ mà sau ngày 15 tháng 8 á anh chị, rút hồ sơ mà viện 1 triệu hay 1,5 triệu là chuyện đó hình như chắc giờ không thể xảy ra được phải không? Sau 15 tháng đi, sau 15 tháng 8 thì hồ sơ thì nói chung là cũng vẫn rút được. Dạ, nhưng mà nó khó khăn, nó cao tiền. Những nơi là rút được thì anh em mua xe, ví dụ như mình cần cái xe nào thì nếu mà như mà cái thời điểm vào này rồi cần cái xe nào, biển số nào thì em sẽ báo giá hồ sơ. Dạ. Nhưng mà trực tiếp hồ sơ thì nó trên dưới 2 triệu thì bình thường. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ hồ sơ ví dụ cái xe này, ví dụ mình đang hỏi cái xe này nhưng mà mua xe khác thì cái biển số khác, cái khu vực đó hồ sơ nó đang khó. Dạ. Ví dụ đang thanh tra hồ sơ thì không rút được. Dạ. Hoặc là chưa rút được, chứ không phải là mình báo là xe rút được hồ sơ mà kêu là xe không rút được. Dạ. Hay là bảo giờ hồ sơ cứ 5-7 triệu. Dạ. Nhưng thực tế trên thị trường thì hồ sơ nó cứ trên dưới 2 triệu là bình thường nha anh chị em. Dạ. Còn không thời điểm hiện tại giờ là hồ sơ cao lắm anh chị ơi, chứ không phải giống như trước đây đâu. Chắc là anh chị mình chưa có cập nhật là cái việc mình xem xe đó, mình cứ tham khảo thử đi thì anh chị sẽ biết hồ sơ giờ rất là khó. Thôi bây giờ anh nhắc sơ qua cái việc mình trả góp đi rồi anh em mình bắt đầu báo giá nha. Nói chung là anh chị em nào trả góp thì anh chị em nào trên dưới 18 tuổi. Dạ. Hồ sơ sạch thì mình góp, có thể góp không đồng cũng được. Dạ. Không đồng là không cần trả trước. Không cần trả trước thì anh em mình đủ điều kiện thì sẽ góp được hết. Dạ. Tùy theo cái mức độ mình góp. Ví dụ xe như ví dụ xe lớn tiền thì nếu mà và là anh chị em phải trả trước thấp nhất là 30%. Dạ. Xe lớn tiền. Okay. Còn xe nhỏ thì cứ góp bình thường. Dạ. Rồi, hôm nay anh em mình sẽ bắt đầu từ đâu trước cho mọi người anh? Từ mình báo đây. Giá từ xe to hay xe nhỏ hay là xe thì theo anh mình báo từ trong nhà trước hay là từ phía ngoài đi vô? Thôi mình cứ báo từ ở ngoài đi. Rồi ok, vậy anh em mình ra ngoài ha. Thì ngoài đây là những cái dòng xe mà nhỏ nhỏ vừa tiền, bà con mình dễ tiếp cận. Ở đầu cửa hàng em thấy có chiếc cúp này anh, đây mình bán luôn đúng không? Đúng rồi, xe cúp. Ra ngoài quay cho camera cho các bạn coi đi camera. Quay cái chiếc cúp cho anh chị em xem nha. Dạ. Cái này là 81 hả anh? Cúp 81. Dạ, 81 anh chị nha. Con này biển số thành phố 50 đó. Biển số thành phố 1058 nha, 50VA. Này xe giờ này thì máy cực kỳ êm, chìa khóa mới đây mà. Này bây giờ anh để giá bao nhiêu anh ha? Xe này em bán 9 triệu nha anh chị em nha. Dạ, 9 triệu anh chị. Giấy tờ đồ này kia đầy đủ ok hết đúng không anh? Đầy đủ. Dạ. Giá 9 triệu nha. Này thì anh chị em nào mến thì mình cứ trực tiếp đi, mình lại thương lượng nữa. Dạ.
Này thì anh chị cô chú lớn tuổi thì sẽ ok hợp lý nhất luôn này nha. 9 triệu xe Honda Cup 81. Rồi, còn bên đây hình như là chiếc AB AB này, AB 211 này. Dạ. À, hàng bỏ mẫu. Nẹp xi đấy anh ha. Nẹp xi. Ừ, đúng rồi, nẹp xi anh em ha. 211, biển số thì bà con chắc cũng thấy rồi. Rồi cho em xin thông tin về nó đi, giá cả là tình trạng máy móc như thế nào anh? Tình trạng máy móc thì cái này là có làm lại hơi rồi. Dạ. Thì nói chung là xe này thì hàng bỏ mẫu nhưng mà người ta đi cũng hơi hơi nhiều cho nên là có làm lại hơi. Dạ. Thì cái xe này thì em bán cho anh chị em thì 12.500. Dạ, 12.500. Có rớt đầu rồi anh em ha. Có rớt đầu. 12.500. Rồi, 211 Nexi, đời cuối cùng của AB mẫu 110 này nè anh em. À, giờ chắc anh em mình sẽ vô đây tới quen pha đi anh. À, sang quen pha đi. Dạ. Con này là đời 2017. Ừ. Máy zin em. Đó, bà con coi nha. Tình trạng xe thì máy zin nha. Để dạ. Tình trạng xe thì mình nhìn trên hình ảnh thì chắc mình cũng thấy rồi, ok rồi đó. Còn nếu bà con anh em mà cần chi tiết hơn thì liên hệ bên chủ nha, số em có để trên màn hình đó anh em. Để cho ảnh tư vấn mọi người mình rõ ràng hơn. Này hết xăng rồi mọi người, kéo e nó cũng không có nổ rồi, hết xăng hết rồi. Xăng, hết xăng. Dạ. Này mới đẩy trong ra này, hết xăng. Dạ. Này giờ anh để giá cho bà con mình là bao nhiêu được anh? 27, máy zin em. Dạ. À, bán cho bà con là 11.500. Dạ, 11.500.000 nha anh chị ha. Giá này anh còn thương lượng còn bớt chứ được không anh, hay giá này mình chốt luôn? Nói chung là xe trong dàn xe của em thì giờ hiện tại thì nếu mà xe bao ship thì không, em cũng không có nhắc đến nha. Thì bây giờ anh chị em mà nếu mà ship thì gần gần thì em hỗ trợ cho nha, chứ không phải là bao ship cho anh chị em nha. Yeah. Chứ không phải báo trên live giống như hôm rồi mà cái báo kêu là bao ship mình đã nói trước. Yeah. Có cái có thể bao ship, cái nào bao ship thì em nhắc trên live luôn. Yeah. Nào không bao ship thì trên live em cũng nhắc luôn. Nói chung là mình cứ mặc định tất cả những cái xe cửa hàng là đều có hỗ trợ ship nhưng mà không có bao. Anh chị mình phải tốn tiền, bỏ thêm tiền phí ship. Đúng còn rồi, riêng đúng con nào mà anh bao được thì đó anh bao coi như là miễn phí, không tốn thêm tiền ship nữa. Okay. Đúng không anh? Thì cái đó thì mình phải gọi điện mình trực tiếp mình thương lượng thôi. Yeah, cái rồi. Nào bao được thì em sẽ bao cho anh chị em. Dạ. Yeah. Rồi con quay file này là mang biển số 37 nha anh chị nha, 37N1241 87. Tiếp theo mình đến một chiếc quay RX nha. Đứng lên. Quay RX này là không biết đời mấy đấy anh? Con này là đời 28. Dạ 28. Có rớt đầu. Cái này có rớt đầu nha. Dạ. Con 28. Này thì nói chung là con này thì bán cho anh em chị em là nếu mà con này mà ship ở gần thì em bán 11 triệu. Dạ. Bao ship gần cho. Dạ. Khu vực lân cận tỉnh miền Tây em bao ship. À rồi, ok anh, bao ship luôn đó. Rồi, là 11 triệu nha. Dạ. Có bao ship lân cận này thôi nha, nhưng mà ship xa thì anh chị em thông cảm cho em nhé nha. Ship xa thì có thêm phí cho em nên em ship cho nha. Dạ rồi. Con này nó đang mang biển 61C1873-17 nha anh chị nha. Đó, máy thì có rớt đầu rồi. Có rớt đầu. Dạ. Thì dàn ngoài thì nó có nó cũng rất liền lạc và sạch sẽ. Dạ. Rồi mình qua cái bên là một chiếc quay Black phiên bản này là bánh mâm đĩa đó anh. Mâm đĩa luôn. Con đó đang mang biển số là 85 của tỉnh Ninh Thuận. Con này tình trạng máy là sao anh ha? Xe này là máy zin êm. Dạ máy zin êm. Zin êm bánh mâm thắng đĩa. Dạ. Xe này sạch sẽ liền lạc, xe này máy zin êm. Con này em bán cho anh chị em là 11.500. Dạ 11 năm. Hiện trạng thì em thấy là vỏ sau, lớp sau là còn về đẹp ok lắm nha mọi người ha. Vỏ mới luôn vậy đó. Mấy cái dòng mà xe của Honda mà 100 hay là 110 thì nó bền lắm. Với lại anh chị mình mua về làm kệ bừa thì nó ok rồi. Qua cái bên là chiếc quay màu tím luôn đi anh. Con này thì trước lại trước em cũng báo rồi. Cái like này để cho anh chị em là 8.500 ngàn. Dạ 8.500. Xe này có dọn nguyên con. Ừ dạ. Xe này dọn nguyên con nha. Ừ. Dọn hết từ trong ra ngoài, ốc khách nó cũng xi luôn. Cái này là khách dọn cho mình, dọn là mình bán vậy là không bán được. Dạ đúng rồi. Này khách là dọn nguyên hết con này. Luôn. Này 8.500. Biển số 48 nha. Dạ. Biển là 48F7-2941. Đúng như anh chủ vừa chia sẻ là dọn nguyên con từ trong ra ngoài, máy móc cũng được làm lại rồi, ốc tán được xi. Đúng rồi, xi hết sạch rồi. Sẽ luôn. Chung là con này nhìn rất đẹp anh em nha. 8 triệu mấy thì thấy cũng hợp lý lắm. Rồi, còn xe cái... Honda nha, xe Honda. Thường thường mấy cái xe mà anh bán về là anh sẽ hỗ trợ anh em khách mình bảo hành thời gian bao lâu anh ha? Tùy theo những dòng xe, như xe thấp là nói chung là từ 3 tháng đến 1 năm. Dạ. Tùy theo loại xe nha. Mấy con này chắc mình bảo hành 3 tháng phải không? Dạ. 3 tháng đến 6 tháng. Rồi, 1 năm. Ok. Có hết những cái nào thì anh em mình trực tiếp em sẽ nếu mà nhìn như trên live em báo thì từ 3 đến 1 năm. Từ 3 tháng đến 1 năm thì em bảo hành cho từ 3 tháng đến 12 tháng đó. Dạ rồi, ok. Nhưng mà tùy theo loại xe. Ừ. Xe
Cho mình qua chiếc quay quả lách luôn nha. Màu cam đen nha anh chị, biển là Long An 62U105306 nha. Con này máy có rớt đầu luôn nha. Dạ. Có rớt đầu nồi có làm. Dạ. Xe này em bán cho anh chị em là 8 triệu thôi. 8 triệu nha. 8 triệu thôi. Xe là đi vẫn cực chất nha anh chị em. Dạ. Thường thì mấy cái Honda này cho dù làm thì làm đúng ông thầy ông thợ làm ngon thì vẫn ngon thôi. Honda thì nó dễ anh chị nha, 8 triệu. Rồi ok anh. Còn bên kia là chiếc quay 100 nữa đó anh. Con quay đỏ này. Dạ. Quay đỏ này thì xe này thì cái dàn áo thì nó hơi bạc bạc một tí. Nhưng anh thích hợp cho anh chị em cày bừa, nhưng chân cẳng là cực kỳ đẹp nhá. Dạ. Chân cẳng máy móc thì cực kỳ đẹp, máy thì chạy rất ngon. Dạ, biển 73 nha anh chị ha. Biển 73. Con này để cho anh chị em mình 6 triệu 8 thôi. 6 triệu 8 nha. Rồi. 6 triệu 8 thôi. Mấy cái giá này khách đến mình có xăng cộ bớt tí được không anh? Thì vẫn bớt cho anh chị em xăng cộ. Rồi, mình không bớt thì mình tặng nhớt nón này kia. Dạ. Tại vì mấy cái xe này thì bây giờ mình quay lại thì mình bán hơi mình xả rồi. Dạ. Nhưng mà bán xả cho anh chị em, anh em nào mến thì mình liên hệ trực tiếp đi, anh em lại thương lượng nữa. Dạ. Thật sự đây cũng chỉ là mấy cái dòng xe mà tầm vừa nhỏ tiền thôi, nên là anh cũng báo sát để anh em mình dễ tiếp cận nhất. Anh em thấy là mình mới về con Vision đúng không? Đúng rồi, con Vision. Dạ, rồi, mới về đó. Anh em mình ra đó mình quay lại con đó cho bà con coi luôn. Con này em thấy là biển Đồng Nai nha anh chị, đi qua Đồng Nai luôn á, 60F1 nè, 77359. Rồi con này vừa mới về luôn nè. Dạ. Xe này thì máy zin êm. Chắc 25, 16 gì ha anh? Con này là 25. Dạ 25. Máy zin êm thì nói chung là xe này rất đẹp, chân dạ. cẳng thì cũng rất khá nha. Ok nha. Rồi cái máy Vision nói chung là cái dòng bệnh. Dòng 24 trở lên là đời đạp chạy cũng cực kỳ bốc đấy. Dạ. Cái này từ 25 là bắt đầu từ đề từ đó anh em ha, nó đề im rồi chứ không phải đề bóng nữa. 24 nó đã có rồi. Dạ. Rồi bây giờ anh để giá sao đó anh? Con này bán cho anh chị em là bây giờ giá này giá xả lúc này mua cao lắm. Dạ. Cũng phải mua luôn, mua con này lúc thời điểm nó cao nó tới 17 mấy rồi. 17 mấy rồi hả? Giờ bây giờ bán xả cho anh chị em 17 năm luôn. 17 năm luôn. Coi như xe mình có bát biết sơ qua lại. Dạ. Coi như giờ muốn bán vốn luôn rồi ha. Bán vốn luôn nhưng mà lỗ công. Dạ đúng rồi, tại qua thời gian mà tiền mình đi ra qua thời gian rồi còn công gán vô nữa thì tính ra là lỗ rồi. Bán 17 năm cho anh chị em. Này dạ. Xe này nhìn em quay cái combo. Combo nó vẫn còn đẹp nha. Dạ rồi, ok anh. Xe đi chất. Anh chị mà cần chi tiết hơn thì có thể liên hệ về cho anh chủ giúp em nha, để ảnh có thể tư vấn anh em mình rõ ràng hơn ha. Rồi. Sau khi quay xong cái chiếc Vision thì anh em mình giờ tới có chiếc AB nữa nè. Em thấy là cái đầu đèn là Thái đó, mà không biết là phải Thái không hay là mình lên anh. Xe AB này là AB nhập Thái luôn. À đúng Thái luôn ha. Đúng Thái luôn. Dạ. Thái này là mình có FI trên hay là còn mình sang cơ anh? Xe này là FI. Ừ, FI luôn. FI này cái xe này đời 2009. Dạ. 2009 cái xe này là nó có hồ sơ tự quản này. Dạ. Ngày 2009, nó cái thời 2009 là cái xe này là mua là người ta trả hồ sơ. Ừ, dạ. Hồ sơ tự quản mình đang giữ luôn. Rồi ok anh. Nói chung là xe này cũng có rớt đầu. Có rớt đầu. Nhưng mà rớt nhưng mà là làm người ta làm khách nó đi ấy, dạ. làm chất lắm. Dạ. Làm kỹ. Dạ anh để xe giá chạy nhiều. Cực kỳ ngon luôn. Này em bán 26 triệu. Dạ 26 nha anh chị. 26 triệu. Xe này đẹp. Này là rớt là do khách trước người ta chạy, người ta rớt người ta làm người ta chạy là sau này giờ người ta bán là anh chị ha. Rớt nhưng mà người ta làm khách nói chung là giờ hiện tại máy vẫn ngon đúng không anh? Cực kỳ ngon luôn. Đi rồi. Ngon hơn những dòng xe khác nhiều lắm. Dạ. Biển 61X3 3781 AB Thái có bi rồi nha bà con ha. Anh em mà cần chi tiết kỹ hơn hay nổ máy đâu này kia thì số điện thoại em có để bên góc phải rồi đó, góc trái chứ, góc trái đó anh chị mình cứ liên hệ bên đó để anh chủ tư vấn nha. Rồi ok anh em. Dạ. Đây mình tới một chiếc AB đầu bò đi anh. AB đầu bò. Xe này thì zin êm, liên lạc đầy đủ. Dạ. Xe này em bán là cho anh chị em giá này là giá xả 11.500. 11 năm. Tính ra trong cái phân khúc AB mà có FI thì tính ra là chỉ có thằng AB đầu bò này nó rẻ nhất anh chị ơi. Nếu mà FI nha là AB đầu bò nó rẻ nhất rồi. 11 năm là xe này còn đẹp đấy. Dạ. Tí nữa còn cái con kia em để xả luôn, xả rẻ hơn nữa. Vậy là vẫn còn AB đầu bò giá rẻ hơn con này nữa. Rẻ hơn. Còn luôn. Anh em từ từ coi nha. Và con này tất nhiên là máy chắc cũng riêng luôn phải không anh? Máy riêng em. Dạ. Rồi cho em đọc cái biển số cho anh em biết luôn cái nha. Số là 60B1. Dạ. 02379 số dạ. Thần tài luôn. Dạ rồi, ok anh. Giờ mình rồi. Qua tới chiếc quay nha. Tiếp đến cái quay A này. Quay này có vô cam mạ rôm nè anh em thấy không? Đầu vỏ cũng thay mới. Đây là thanh niên đi có vô bộ vành bộ cam
Cam sáng, cam mài rơm đó anh em. Đúng rồi, có vô bộ cam. Dạ. Còn xe máy gì anh em? Giờ bông led nữa này. Thường thì mấy cái quen pha này nó bền lắm. Bền lắm. Máy gì anh em luôn. Dạ. Cho em xin cái giá mà anh muốn để lại cho anh em ha. Cái này em bán trên cho em là 11 triệu 500 luôn. Dạ, 11 triệu 500 luôn nha mọi người. 11 năm. Rồi, đặt cái biển số đi. Biển số là qua lại sơ cho anh em coi. 60B249478. Dạ. Đó. Thì đọc qua cho anh em biết thôi. Chút em cũng lướt nhanh là cái cho anh em coi ha. Hàng trên này mình cũng chưa lướt, để xong bằng này để mình lướt lại cho. Bên đây một chiếc ly 125. Đời 2013-14 nữa. Dạ. Cái mẫu này là nó là 125 đề từ rồi, có nghĩa là năm nay là mình bấm đề là nó im ru á, chứ nó không kêu é lên mà gọi dạng đề phóng lên em ha. Rồi mẫu này thì nó im, im ái ok hơn. Thì bao giờ anh để giá bao nhiêu? Cái này mình bán 13 năm. Dạ 13 năm. Có rớt đầu nha. À có rớt đầu phải không? Có rớt đầu nên cái giá nó rất là tốt anh em phải không? Bây giờ nó nói sao mà giá nó tốt quá nè. Anh bao cho anh chị em chạy. Dạ. Nhưng cụ thể con này anh sẽ bảo hành cho khách được mấy tháng về máy anh? Nếu mà máy thì mình bảo hành 3 đến 6 tháng. Như cụ thể con này là 3 hay 6? Con này nếu mà anh em mua thì mình vẫn bảo hành cho 6 tháng luôn đi. 6 tháng ha. Tại vì nó đã có rớt đầu, nó đã làm rồi thì mình đâu có nghĩ nên sợ ra khói nữa. Dạ. Hay là máy nó kêu nữa. Rồi ok. Nhưng anh, mà trong anh chị em mà mua xe của cửa hàng mình ấy thì mình vẫn có thể mình chạy thử xe và kiểm tra và chỉnh sửa cho anh chị em trước khi anh em nhận xe. Dạ. Chung là có kiểm tra cho nó hoàn hảo, nó ok rồi mới giao xe cho mọi người ha. Anh em nào đã từng mua xe mình thì cũng biết rồi. Thì những người có mua xe của mình rồi thì người ta vẫn cứ gọi điện để hỏi cần những xe khai đồng khác, người ta vẫn hỏi. Thì cảm thấy người ta cảm thấy là ok, người ta thích chất lượng thì người ta sẽ mới gọi nữa đúng không mọi người? Đúng rồi. Rồi qua đây đi anh, chiếc Vision đời đầu nè. Này là còn đề phóng nữa nè, mặc dù đề phóng thôi nhưng mà máy rất là ngon nha. Máy này xe đời này là 2012 nha. Đúng nghĩa nếu mà máy còn ngon là chạy đã lắm nha. Biển Đồng Nai 60B5. Xe này máy Z-Name. Dạ. Còn Z-Name chạy cực kỳ bốc luôn. Chạy xe này chạy cực kỳ ngon luôn. Mình chạy thử dòng này rồi. Bây giờ anh để con này ra bao nhiêu cho mọi người đây? Con này cũng xả. 10,5. 10 triệu 500. Vision 10 triệu 500 anh chị nha, 25432. Còn nếu mà thiện chí thì nhiệt tình mà đến với anh chủ thì anh còn bớt lọc lá phê được cho mình mà. Có. Dạ. Rồi. Mua thêm bán bớt mà. Dạ. Bình thường. Ok anh. Và tới con đầu bò nữa ha. Con này chắc là con mà nãy anh có chia sẻ là rẻ hơn nè đúng không? Con đầu bò này thì nói chung là cũng máy cũng zin. Dạ. Máy gì nêm, nói chung là nếu mình đồ là nhìn liên lạc thì nó vẫn liên lạc sạch sẽ. Dạ. Nhưng mà cái chất liên lạc thì nó không qua cái con bên kia. Dạ đúng rồi. Đó. Con này bán cho anh chị em là 10 triệu 500. 10 triệu 500 thôi, còn con nãy là 11 năm. Đúng rồi. Dạ con này thì nó rẻ hơn là 1 triệu đồng anh chị nha. Nói chung là máy vẫn riêng nhưng mà chất thì nó không bằng, coi như là tiền nào của đó anh em ha. 10 triệu 500 cho chiếc này, đang mang biển là Bình Phước 93B1 93B1 01498 nha anh em ha. Dạ. Còn rim bên trong anh? Còn rim bên trong này là bán rồi. À dạ. Hiện tại là bán rồi nhưng mà cũng quay đến chiếc xe này đã gỡ biển số, rút hồ sơ rồi. À dạ. Gỡ biển số, rút hồ sơ rồi. Dạ. Bên chờ khách chờ đã cọc rồi, rút hồ sơ, chờ rút hồ sơ. Dạ. Người ta cũng không cần gấp, mua cũng để đó. Dạ, rút hồ sơ xong rồi ta lấy luôn. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ lướt qua cái hàng biển số cho anh em coi nha. Giờ chắc là camera sẽ lướt cái hàng đầu tiên, lúc nãy anh em mình có phần quên chưa có quay lại nè. Đó thì bà con coi những cái chiếc quay lúc đầu mà anh em mình báo giá đó. Rồi ưng con nào được có thể là mình tiện chụp màn hình lại gửi cho anh chủ có thể là dễ tư vấn hơn nha anh em ha. Còn phía sau đây là sẽ có một cái chiếc AB đầu bò bên đây. Con này nó đang mang biển Đồng Nai 60 nè anh chị. Con này là 11.500 mà anh em mình nãy giờ có đề cập đến nè. Còn bên đây là chiếc Quay Pha. Đây anh em mình coi lại nha. Đồng Nai 60. Đó. Đây là ly 13 năm đúng không anh? Đúng rồi, 13 năm. Dạ, còn đây là Vision 10.500 thôi. Đó bà con thấy không? 10.500. Còn AB này thì là 10 năm luôn phải không anh? À 10 năm luôn. Dạ 10 năm luôn đó. Đó còn cái xe trong ấy là đang chờ rút hồ sơ đó. Dạ. Ok nha, là cửa hàng vẫn hỗ trợ rút hồ sơ hết. Giờ mình tới đâu đây? Đường nào cũng được. Dạ. Bên đó cũng được đi. Thôi đứng ở thác nè, mình chờ thác luôn đi cho nó bự. Con màu trắng nha. Con này là phiên bản 150 luôn hả anh? 150. Hình như là có ABS luôn thì phải ha. 150 ABS đời 2020. Dạ đây nè anh em thấy không, ABS nè 2020. Rồi coi như là nếu mà 2020 anh em là cái mẫu đời đầu của mẫu anh em hay gọi là thác cá trê á, mẫu đời đầu luôn. Đúng rồi, 2020 thì mới có được cái mẫu này.
150 ABS. ABS. Dạ. Tình trạng xe thì chắc là khỏi phải hỏi về máy được đúng không anh? Cái xe này thì khỏi cần hỏi về máy. Máy GDM order nó chỉ có mười mấy k thôi. Dạ, mười mấy ngàn thôi đó anh em. Vỏ trước, vỏ sau nó đang còn theo xe. Dạ. Cái này là bỏ tạm mà thôi chứ chưa có cái vỏ này của nó đang còn bên kia. Vỏ trước, vỏ sau nó đang còn theo xe cả đó. Dạ. Giờ mình để giá bao nhiêu? Vỏ sau mà còn theo xe thì vỏ trước không thể thay được đúng không? Dạ. Cái này là có cái này, cái lai trước vẫn còn này. Báo trước là 75 triệu mà bao công chứng thôi. Dạ. Nhưng mà bây giờ em xả luôn, 75 triệu em bao hồ sơ cho chị em. Thời điểm này mà bao hồ sơ là tuyệt vời nhé. Đúng rồi, thời điểm này mà bao hồ sơ là khó lắm ấy, nhưng dạ. Mà 75 triệu bao hồ sơ cho chị em nhé. Dạ. Bao hồ sơ gốc luôn. Bao hồ sơ gốc là 75 á, còn nếu như mà anh chị mình mà muốn cửa hàng ra tên luôn thì chắc chắn là phải thêm phần nhập nữa nha. Đó là nhập, phải rõ nhập thì nó dễ thì về mình tự nhập. Dạ. Nhập thì nó cũng không hết nhiều tiền từ dạ. Đời 2020 đổ lên. Quan trọng bây giờ là cái việc rút, rút là giá nó cao mà nó khó nữa. Nó đã tem năng lượng cho lên thì phí không không có, chỉ có mấy trăm ngàn về nhập thôi. Dạ, rồi ok anh. À, cho em xin cái biển số coi. Biển số là 61K122084. Dạ. Máy là khỏi bàn nha anh em ha. Như anh chủ chia sẻ là chạy mới có mười mấy ngàn cây cơ mà. Nó thác mà đâu có dễ hư đâu. Với lại dòng xe này người ta cũng là xe cao cấp mà, đâu phải là cày bừa đâu mà lo. Phanh ABS. Dạ. Bản 3 ABS là bản đắt tiền rồi. Dạ, bao nhiêu cao cấp nhất của SH thời đó đó nè. Bây giờ mình qua tới chiếc Vision nè. Rồi, con Vision. Này là khóa cơ thôi, khóa thường. Có lên cái mặt nạ giống SH này anh em ha. Con này là đời mấy anh? Con này là 2015, dạ, đăng ký 2016. Dạ. Máy GDM. Rồi. Cái này em bán cho anh em là con này là cũng 16 triệu 800. Dạ, 16 triệu 8 luôn anh chị nha. Biển số là 84L131714 nha chị ha, Trà Vinh 84. Rồi, cái bên mình sẽ có một cái chiếc Future màu đỏ đô, rất đẹp anh em nha. Con này mới lắm. Future này đời mấy anh ha? Xe này là đời 2020. Dạ, 2020. Xe mới đi 9.000 cây. Dạ, 9.000. Vỏ trước vỏ sau theo xe đang còn. Cổ bô còn sáng xanh luôn, còn xanh luôn. Dạ. Biển có phai màu luôn. Biển là 95 nha bà con. 95H159885 đó. Đẹp lắm, con này là khỏi bàn rồi. Với lại chất xe Future chắc là anh chị mình từ xưa giờ chắc là cũng biết nó như thế nào rồi đó. Giờ quan trọng là anh chủ cho cái giá để bà con mình tham khảo ha. Cái này em bán là 25.500. Rồi, 25 năm. Cái này lai trước vẫn còn, một trước một cặp Future mà bán một con màu trắng rồi. Dạ, em nhớ còn con trắng mà bán ra ha. Nếu như, như mà cái tầm của Future này anh em mình trả góp anh, trả cỡ nhiêu được anh? Trả trước á. Nếu mà trả trước xe này thì nếu mà anh chị em nào hồ sơ mà vay ok là không cần trả trước vẫn được. Dạ. Vay được, nó có người đang vay tới ba mấy triệu. Dạ. Thì cái này nó có hai, bây giờ bán 25.500. Thì không cần trả trước cũng được. Dạ rồi, ok anh. Tiếp theo bên kia anh em mình sẽ đến một chiếc Vision, phiên bản đó là bản cao cấp đó anh em, bản khóa Smart Key á nha. Bản đó là như đời 21-22 gì hết anh. Này đắt là 2021 rồi. Dạ, đắt 2021. Đã sản xuất 2021, biển Bình Phước nha anh chị. Biển nha, 93-27589 đó. Coi con Vision này bây giờ anh để giá bao nhiêu cho anh chị mình đây? Cái này em bán 25.500. Dạ, 25.500. Cái này có công chứng luôn. Công chứng ủy quyền là anh bao luôn phải không? Bao ủy quyền. Dạ. Bao công chứng ủy quyền cho anh chị em. Dạ. Công chứng ủy quyền là mình phải ra trong phòng công chứng là có tốn tiền đó nha anh em, và cửa hàng là bao luôn rồi nha. Rồi. Ít nhiều gì là cũng có tốn đó, nhưng mà cửa hàng bao cho mình là bao công chứng luôn. Bao công chứng chính chủ. Xe đẹp. Dạ, tất nhiên là chính chủ. Bỏ trước bỏ sau nó còn theo xe nha. Rồi, bạn nữ nào chị phụ nữ nào cần tiết kiệm thì lựa chọn em đó nha. Mình qua đây tới một chiếc SH Mod nè, biển Vũng Tàu 72, khóa mắt cây đầy đủ. Con này đát của nó là năm mấy anh? 2019. Khóa mắt cây này bà con. Này ABS luôn ha. ABS. ABS luôn. Rồi. 2019 ABS bản xám xám đen. Vỏ trước thì còn theo xe. Dạ. Vỏ trước còn theo xe. Rồi. Vỏ sau thì chắc cũng mới thay nên nhìn còn mới lắm. Ngày giờ giá cho em nói ra đi là bao nhiêu anh? Cái này em bán cho anh chị em là 39.500. Dạ, 39 năm nha anh chị các bạn. 39 năm. Anh em mà thiện chí đi thì cứ trao đổi hai bên cho nó dễ nha, cũng như là áo bọc keo nha, áo là còn bọc keo nguyên con á. Còn ha anh? Còn đâu có bọc này. Keo, đây, đúng rồi. Có chỗ nào không cho anh em mình coi coi. Có bọc keo. À.
bọc keo luôn hả? Anh em bọc keo nè anh em, bọc kỹ quá mình nhìn không ra luôn mà. Đúng rồi, có bọc keo này nha, đây nè. Đây là người ta cũng mới bọc, tại vì trước đây có keo nó chảy á. Dạ. Bọc keo chảy người ta gỡ ra ta bọc lại. Rồi. Gỡ bọc lại. Nên là con này mà giờ mình chịu lột ra phát một là như mới ha. À, biển số. Biển số là 72H1. Dạ. 30407. Dạ. Kế bên thì anh em mình sẽ có một cái 39.500 nhé. 39.500. Còn bên đây là một ong rất bự nha, 350. Đây thì anh em chạy là có bằng A2 thì mình mới chạy nha, đúng lực. Đó, bản này thì có bằng đây nè. Xe thì vỏ trước vỏ sau nó theo xe, bản nói chung là nó cũng chả kém gì xe mới đâu. Odo không biết chạy nhiều không anh? Hơn 10 ngàn. Hơn 10 ngàn đúng không? Mà nó mới như vậy đó anh em. Tại xe này người ta chạy là cũng dữ lắm chứ không phải là về mà chạy bừa đâu, mấy dòng xe cao cấp mà. Anh em coi cái chất xe này không? Xe này thì nói chung là khách mua thì chỉ có một mình người ta chạy thôi chứ đâu phải ai cũng có bằng đấy đâu mà chạy. Dạ, cho em hỏi cái giá nó bây giờ mình để bao nhiêu anh? Cái này là live trước mình có quay. Dạ. Thì mình vẫn quay là 112 triệu. 112. Thì bây giờ em xả luôn thêm cho anh chị em một chút nữa là cái này em vẫn bán 112 triệu. Dạ. Bao hồ sơ cho anh chị em. À, bao thêm hồ sơ. Hồ sơ coi như bây giờ là 2-3 triệu một bộ là chuyện bình thường đó nè. Hồ sơ nó khó bây giờ, những cái nào mình bao hồ sơ là mình bao hồ sơ luôn cho hồ sơ gốc cho anh chị em. Dạ. Cái này là đát 2021, đăng ký 2022. Dạ. Order là khoảng 10k. Ok anh. Rồi em lướt qua cái biển số cho bà con anh em mình coi kỹ là hết nha. Đây. Đây biển Bình Dương nè, 61A nè. 61A. Dạ. 02641. Đây cái là... này mới bao hồ sơ rồi thì đâu cần cần coi về biển số nữa. Dạ. Chủ yếu là em lướt qua lại cái cho anh em mình biết cái biển số dễ chụp màn hình cho anh dễ tư vấn á ha. Rồi toàn xe lớn là bao hồ sơ cho anh em. Dạ. Rồi anh em mình vô đây đi, tới AB luôn đi anh. Sẵn AB luôn, quay AB luôn. Con này là có vô tay thắng nè, cặp tay thắng CLG nè anh em ha, vô đầu kiểu nè. Rồi. Xe này có nó bọc keo nè. Dạ. Xe còn bọc keo luôn hả ta? Keo chùm á. Dạ. À ở sau còn bọc keo trùm, đây là có gửi nè anh em, với mặt nạ còn ha. Cặp ta thắng này biển số 84 Trà Vinh nha, 84E129480. Máy móc chắc liền ha anh? Máy gì nêm, yeah. Xe đẹp, cũng là liền lạc sạch sẽ, yeah. Rất khá xe. Vỏ máy gì nêm. Vỏ lớp là cũng mới tinh, cái vỏ sau cũng còn mới ha. Vỏ giá trước vỏ sau thấy là còn mới cả, này chắc người ta mới thay. Này giờ lấy nhiêu được anh? Bán xe này là 21 triệu 500. 21 triệu 500, trời vỏ trước cũng còn dày quá trời đây nè. 21 triệu 5 thôi nha. 21 năm nha anh em. Này là phiên bản chìa khóa ha. Rồi 21 năm. Góp thì tất nhiên rồi. Anh em mà giấy tờ đầy đủ không nợ xấu là không cần phải trả trước luôn. Đúng rồi. Dạ. Rồi mình qua bên đây tới chiếc xe, này chắc cái xe cái... vừa nãy cái xe kia báo góp thì cũng giống như mấy cái xe này thôi. Dạ. Rồi bên đây là chiếc AB210 nè anh chị. AB210. Dạ. Xe này có rớt đầu nha. Có rớt đầu. Có dặm tút sơ qua những cái sơn nó chảy. Rồi, vỏ trước cũng mới tinh anh em ha. Biển số 59Y175722, có rớt đầu 210 FI mâm 6 cây phun xe điện tử. Bây giờ anh để bao nhiêu anh? Xe này em bán là 13.500. Dạ, 13.500. 210 anh em ha. 13.500. Thậm chí thì nếu mà gần đây thì em có bao ship cho anh chị em ở gần đây. Hoặc như... là đến tại cửa hàng thì em có bớt cho anh chị em ít lọc. Dạ. Hình như ở đây thì Bình Dương, thì trong Bình Dương thì không nói rồi, như Đồng Nai hay là Mình Tây đây. Ninh hay Long An rồi nãy kia là chắc là bao ship được. Dạ, bao ship luôn. Bao ship được. Biển thành phố nha anh em ha, 59. Chúc em quay lại cho bà con coi. Bên đây mình có một chiếc Vario 125 màu đen nhám, biển là Bến Cát Bình Dương nè, 825, đuôi bản chính nha. Đuôi thành tài luôn á. Dạ, thành tài lớn luôn đó nha. Ốc tán thì đẹp anh em, được. Xe này thì nó như mới, nó chả có khác gì xe mới, nó đi mới có 8.000 cây mà. Dạ, 8.000 cây. 8.000 cây. Chất xe mới. Rồi, anh để bao nhiêu đây? Cái này lai trước là đang báo 30.500. Bây giờ mình giữ giá hay là mình có lên có xuống gì không? Thôi anh em nào mà chốt đi, dạ. Rồi mình bán 30 triệu đi. Dạ, 30 triệu nha anh chị ha, con này 30. Xe như mới, không có... không có lỗi gì hết. Ở đâu tầm 8.000 đúng không anh? 8.000 cây. Dạ. Thì cái vỏ sau mà nó còn dày cái này, nó biết. Vỏ sau theo xe còn dày này. Đúng rồi anh em. Nó còn gây gió luôn, gây vỏ sau này. Còn gây gió nữa. Anh em mà cần trả góp thì cứ liên hệ với anh chủ đến tư vấn cho. Cũng như là nếu mình có xe mình cần trao đổi
thì chắc cũng sẽ nhận thôi. Anh cũng vẫn nhận trao đổi. Mình có mua bán và trao đổi tất cả các dòng xe. Anh chị em nào có xe thì cứ mang đến cửa hàng mình. Dạ. À, mình mua cái giá thì cho nó hợp lý cho anh chị em. Dạ. Cho em. Mà bán ra mình cảm thấy là mà có lợi thì mình cứ mua. Dạ rồi. Chứ bán ra mà có lỗ đang vẫn mua thôi. Thì tình có sao đó vậy anh em ha. Rồi mình qua bên kia tới một chiếc SH-MOD luôn anh. Con màu xanh đen á. Con đó em thấy là có vô một cái khóa đĩa ở phía trước nè. Biển là Bình Phước 93 đó. Khóa đĩa nhưng mà mất chìa mất. Dạ. Vấn đề khóa này anh em nào xài về cắt chìa vẫn được. Dạ. Thì cắt chìa vẫn xài. Giờ giá cả mình để sau con đó anh. Con này là bán 33 triệu. Cho anh chị em là 33 triệu. Dạ. 33 triệu nha. SH-MOD giá chỉ có 33 triệu đồng thôi bà con. 2018. Dạ. Khóa sạc cây. 33 triệu. Tất nhiên là máy móc này kia là phải còn ngon lành, ngon zin hết nha. Máy móc thì êm zin. Dạ. Bảo hành máy này chắc 6 tháng ha anh? Để bảo hành 6 tháng cho anh chị em. Dạ rồi. 33 triệu. Vượt ngưỡng 30 này rồi thì mình trả ngang... trước nhiều anh nhưng mà trả góp á. Cái này nếu mà anh chị em nào mà đã từng góp hay từng đấy mà hồ sơ nó tốt á, dạ. Nó vẫn vay được ba mấy triệu bình thường. Dạ. Bên trên vay trên 30 triệu là bình thường rồi thì có khả năng là cái này thì không cần trả trước vẫn mua được. Dạ. Đấy là tùy anh em góp nhá, chứ nợ xấu mới lại không đủ điều kiện là nếu không đủ điều kiện thì không góp được. Thì trực tiếp luôn không cần phải gửi anh chị em gửi căn cước công dân với số điện thoại trước. Test anh chị vay được bao nhiêu thì mình góp được. Dạ. Không cần phải tới nơi mới hỏi được hồ sơ. Dạ. Hồ sơ góp ngay trực tiếp, mình cứ kết bạn Zalo cái số điện thoại trên màn hình đó. Thì anh em gửi căn cước công dân với lại cái số điện thoại qua, trực tiếp nhân viên ngân hàng đã sẽ tư vấn mình. Dạ. Rồi coi như là có test cho anh em luôn, nếu mà anh em ở xa lên như đúng vậy rồi. Là em thấy rất là tiện test trước. Ha. Dạ. Rồi tiếp theo mình qua đến một chiếc SH-MOD luôn anh chị. Con này thì form đời mới rồi. Màu xám bạc đen nha. Biển An Giang 67L2 48062 phiên bản ABS. Bản đầy đủ luôn anh em. Dán keo nữa không anh? Cái này dán keo, có cái đầu này mở keo rồi nè. Dạ. Hôm nó bị vỏ nước đây nè, mình keo đang dính. Dạ. Chỉ có cái đầu đèn trên gỡ thôi. Còn ngoài ra là còn dán đầy đủ hết anh em. Cái này order này chắc hơn 10k. 13.000. 13.000 cây. Xe là mẫu mới. Chạy chiếc này thì mất mới nhất lên nha. Kính kiến, còn đủ. Kiến và phụ kiện còn đầy đủ. Kính, chìa khóa còn đầy đủ hết. Giờ anh để con này ra nhiêu anh? Con này thấy live trước cũng có người hỏi nhưng mà hỏi thấy lượng khách hỏi ít. Con này là live trước anh vẫn báo 51.500. 51.500. Bây giờ cái xe cái hồ sơ của dưới đây thì nó hơi cao, cũng vừa rút con. Dạ. Nó hơi cao tí. Bây giờ em bán 52 triệu em bao hồ sơ con này cho. Dạ. 52 bao hồ sơ. Bao hồ sơ cho con này. Rồi, ok anh. Cái... Anh chị lưu ý là bao cả hồ sơ luôn đó nha, là 52 triệu. Triệu bao hồ sơ. Dạ. Là tại vì rắc này bán là hồ sơ nó hơi cao cho nên là cái con nào mà có thể bao hồ sơ cho anh em được thì mình cửa bao. Bao luôn. Dạ. Giờ mình qua con kế bên nha, con màu con này đỏ đô ha. Biển Dĩ An 61D1 84175 anh em. Con này thì thôi, con này không cần phải quay đâu. À. Con này khách người ta đang giữ. À khách gửi ha. Dạ em quay lại biển số mấy con này cho anh em coi nha. Mua rồi nhưng mà cọc đó. À dạ. Đây anh em coi lại những cái biển số. Có ứng nào chụp hình lại hoặc là nhớ biển số gọi về cho cửa hàng nha anh em ha. Rồi. Tiếp tục anh em mình vô đây tới chiếc Vision. Màu xanh riêu nè anh em. Con này là có vô cái mặt nạ này ha. Rồi cái cản ở sau giống như là của thác vậy đó. Con này không biết là đát đời mấy vậy anh? Con này đát 28. Khóa thì còn nguyên cả chia đôi đó. Dạ. Này giờ máy móc zin hết luôn không anh? Zin em. Dạ. Xe này cũng order thấp á. Ừ. Cổ bô nó còn xanh không có. Dạ. Đẹp lắm. Vậy giá mình để nhiêu anh? Chất luôn. Cái này mà bộ hôm vẫn báo cho anh chị em là 21.500.000 ấy, nhưng mà cái này em giảm xả 20.500.000. Dạ 20.500.000, giảm đi hết 1 triệu rồi đó anh em. Dạ. Rồi ok ha. Qua tiếp theo một chiếc Vision luôn anh chị. Con này là màu đỏ, đỏ tươi cũng đẹp lắm nha. Xe này thì cũng vậy luôn, xe hai cái xe này cùng một đời. Một bên khóa chìa, một bên khóa smart key. Dạ. Đây để em đọc cái biển số cho anh em nha. 69H1 26213. Vỏ lớp ở sau là cũng còn dày đẹp, ok lắm nha anh em.
Mua về là hỗ tốn và cái lạc vặt linh tinh này. Bỏ trước đang còn theo xe. Xe này bỏ trước theo xe. Dạ. Giá anh để bao nhiêu? Con này cũng giảm đi 1 triệu là còn bây giờ bán cho anh em là đúng 21 triệu 500. Dạ, 21 triệu 500. Con này là 20 triệu 500. Cái Vixen này máy nó đã lắm nha. Nên là nếu mà chị em mình máy thì mua... nếu về máy thì hai cái con này thì khỏi bàn, máy cực kỳ chất luôn. Nếu mà chị em mình không rành về máy móc đồ thì cũng tạm được phần nào yên nếu tâm mà không về máy thì em bao cửa hàng bao cho những cái nào đã em đã nói máy zin là em bao zin rồi mấy cái nào nó có rớt đầu hay là có làm máy rồi thì em báo hết. Nói chung là mua không phải là mua xong là thôi. Anh mua thì về... còn nâng cấp, còn trao đổi hoặc là còn giới thiệu cho người thân bạn bè nữa nên đúng là rồi. Mình báo chính xác tình trạng của xe để cho bà con mình cứ yên tâm và tin tưởng ha. Rồi. Chung là có sao thì mình cứ báo bán vậy nhưng mà chứ không có máy rớt mà kêu là máy zin là cũng thấy là về hơi khó chịu. Dạ đúng rồi. Rồi giờ mình tiếp tục mình qua tới chiếc Abelian 125 đó, còn ở biển Tây Ninh 70L1 38054 nha. Con này máy móc zin không anh? Con này là máy móc zin. Dạ, máy móc zin. Máy móc zin thì nó có còn bộ chống trộm vẫn còn để đó. Dạ. Chống trộm quẹt, thẻ quẹt. Thẻ từ đó anh em. Con này là đời 2015, máy zin em. Chìa khóa như em thấy là còn hai chìa đúng không ta? Hai chìa. Cái khóa lớn tìm... và chìa nhỏ này. Dạ, chìa lớn tìm xe đó nha. Rồi. Xe này 2015 nha anh chị em. 2015. Vâng, cái này thì nói chung là bán cho anh chị em là con này 16 triệu 500. Dạ, 16 năm. Máy móc zin. Có bảo hành đầy đủ cho anh em. Anh em có xe đầy đủ. Cần trao đổi thì cửa hàng vẫn nhận luôn nha anh em ha. Rồi, ok anh. Rồi, tiếp theo một con Vario 125, anh giới thiệu giúp em con đó nha. Con Vario 125 này thì đời 2019. Order thì nó 15k. Dạ. 15k nhưng mà vỏ trước này. Vỏ trước, vỏ sau đang còn theo xe. Dạ. Có lên một bộ khóa sờ mắc cây. Khóa mắc cây 6 12 159. Có lên bộ khóa sờ mắc cây mà lên 2 chìa luôn, 2 mod luôn. Dạ. 2 mod. Đúng rồi. Con này, đẹp mà. Có cả lên cái loại khóa này nó có hệ thống chống cướp. Dạ, áo là sơn 3D đó anh chị các bạn. Máy gì nên nói chung là xe này order cực kỳ thấp. Biển giấy phố 6 12 159 51. Biển số là của thủ vô 1 Bình Dương nha anh em nha. Đúng rồi, cái này thủ vô 1 Bình Dương. Dạ. Trời, ok. Anh mới bán là bao nhiêu chứ anh? Con này bán cho anh chị em là 27 triệu 500. Dạ, 27 triệu 500 ngàn nha. Rồi, con AB bên kia mình có bán không anh? Còn con AB bên này nữa. Dạ, rồi. Con đó biển em thấy là 19 Phú Thọ đó nha. 19L1 21283 nha. Xe này là xe khóa thông minh, khóa smart key ấy. Dạ. Là xe này thì đời 2018. Này là được dán keo trùm ha anh? Dán keo trùm nguyên xe luôn. À, nguyên xe là được dán keo trùm với cái keo đen nguyên xe nha anh em. Rồi dán thêm một cái dàn tem kiểu ở ngoài nữa. Cái vỏ thì là mới tinh luôn nè. Đó, đã không? Trước sau là em thấy gì cùi à? Hình như cùng qua văn luôn á gì á. Gai cũng đẹp lắm. Rồi. Máy gì nêm, bao máy gì nêm cho anh em luôn nha. Con này... bán là 22 triệu đây. 22 triệu. 22 triệu. Dạ. Cho anh em coi từ hướng sau lên nè. Nhiều tiền thì anh em mình coi luôn cái biển số rồi nè ha. À, 19 Phú Thọ nè anh chị các bạn. Ok. Máy gì nêm. Đây bên đây. Đây cái biển số nãy giờ mà anh em mình đã quay và báo giá cho mọi người nè. Coi có ưng được con nào không mọi người. Rồi. Em quay tổng quan lại cho bà con mình coi nha. Anh chị nào mà còn thắc mắc thêm thì nhớ liên hệ về cho anh chủ để anh tư vấn anh em mình rõ ràng hơn. Rồi. Giờ chắc là nhờ anh cũng nhắc lại những cái địa chỉ với những cái thông tin mua bán của mình rồi cho bà con mình nắm rõ đây ha. Vâng, cuối live thì em cũng nhắc lại cho bà con để dễ nhớ hơn nha. Dạ. Nói chung là địa chỉ thì 145A Nguyễn Đức Thiệu, khu phố Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại 0987692113, số Zalo luôn á. Dạ. Thứ nhất là một bên phải đây thì ra hướng Lý Thường Kiệt gần ngã tư 50. Dạ. Cách ngã tư 50 từ nhà ra ngã tư 50 thì khoảng 1,5 cây số. Dạ. Còn hướng bên trái đây là cách 300m là ra chợ Thấp Nghèo. Dạ. Là rẽ trái là ra khu nghiệp, rẽ phải ra trái cũng đều ra khu nghiệp Thông Thành hết. Dạ. Ok. Còn địa chỉ cửa hàng ấy có cửa hàng em thì có hỗ trợ rút gốc sang tên cho anh chị em. Dạ. Và góp có góp 0 đồng, không cần trả trước. Cho anh chị em hồ sơ đạt yêu cầu.
ship xe thì cũng hỗ trợ anh chị, ship xe mình thì ship có hỗ trợ ship cho anh chị em, xe nào em bao ship thì em có nhắc trên line, mà không bao ship hoặc là hỗ trợ ship thì em cũng nhắc trên line cho anh chị em sơ qua rồi đấy. Dạ rồi, coi như là những cái thông tin tại bên cái xe máy Nhất Phương hôm nay anh em mình đã cập nhật và báo giá rõ ràng hết cho anh em rồi đó. Còn anh chị nào mà còn thắc mắc thêm vấn đề nào nữa thì mong các bạn mình liên hệ về cho anh chủ để anh tư vấn rõ ràng hơn nha. Cuối like thì cũng cảm ơn tất cả anh chị em, cả bà con xem like nhé. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn đã theo video nha. Hai anh em xin chào mọi người.